Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chuyên mục Việc tốt quanh ta phát sóng vào tối chủ nhật hàng tuần trên kênh DTV của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Điện Biên. Thưa quý vị và các bạn, cùng với dòng chảy của thời gian và sự phát triển không ngừng của xã hội, nhiều giá trị văn hóa phi vật thể của các dân tộc đang dần mất đi. Tuy nhiên, vẫn có những người với tình yêu sâu sắc dành cho các giá trị văn hóa tinh hoa của dân tộc. Họ âm thầm tìm cách lưu giữ lại những giá trị truyền thống tốt đẹp đó. Trong chuyên mục Việc tốt quanh ta ngày hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị khán giả những tấm gương sáng góp phần lưu giữ những giá trị văn hóa dân tộc. Các giá trị văn hóa truyền thống là một loại hình di sản văn hóa không thể thiếu trong đời sống của đồng bào các dân tộc. Tuy nhiên, hiện nay, nhiều giá trị văn hóa đang đứng trước nguy cơ bị mai một, cần được bảo tồn, gìn giữ. Chính vì thế, cùng với những chính sách bảo tồn các giá trị cổ truyền của dân tộc thiểu số được tỉnh triển khai, rất nhiều người bằng tình yêu sâu sắc dành cho các giá trị văn hóa, họ đã và đang chung tay tìm cách lưu giữ lại những giá trị này. Từ những làn điệu dân ca dân vũ, những nhạc cụ truyền thống đến chữ viết, trang phục dân tộc. Điện Biên được biết đến là cái nôi của nền văn hóa dân tộc Thái, với nhiều phong tục tập quán, lễ hội được lưu truyền, lâu đời, thể hiện nhiều nét tinh hoa đặc sắc. Song những năm gần đây, cùng với sự phát triển và hội nhập, nền văn hóa đó đang dần bị mai một, nhất là chữ viết. Trước thực tế này, những người cao tuổi biết chữ Thái không còn nhiều, trong khi chữ Thái lại được ít các tầng lớp trẻ biết đến. Điều này đã thôi thúc những người yêu giá trị văn hóa dân tộc phải góp phần lưu giữ lại những giá trị này, cũng như truyền dạy lại cho các thế hệ trẻ. Nghệ nhân Lương Thị Đại tại xã Nong Luống, huyện Điện Biên là một ví dụ. Với tình yêu với chữ Thái cổ, trong vòng 30 năm sưu tầm, bà Đại đã có trong tay hàng chục cuốn sách cổ của dân tộc Thái. Cùng với việc sưu tầm các giá trị văn hóa cổ, năm 2001, bà bắt tay vào biên tập, dịch các tài liệu cổ ra tiếng phổ thông rồi biên soạn thành những cuốn sách dày hàng nghìn trang. Được biết, trong 15 năm qua, bà đã cho xuất bản 14 cuốn sách truyện về văn hóa, văn học dân gian các dân tộc. Tôi thì từ hồi còn nhỏ rồi thì đã đam mê về cái này, bởi vì là cả bố cả mẹ tôi đều hăng say về cái này, về chữ Thái cổ này, về những cái quyển sách cổ ấy, thì thường thường là các cụ mỗi khi đi làm việc về thì đến tối khi rảnh rỗi thì lại đọc và hát với nhau. Cho nên là tôi ở cạnh thì tôi cũng dần dần thấm và thấy đam mê từ lúc bấy giờ trở đi. Mà hồi xưa thì đúng là hồi còn nhỏ thì chưa có ý thức đâu, chỉ thấy thích thôi. Thế là cứ nghe dần dần, kể cả những cái về hát này, chuyện này, về tất cả những cái sách cổ của các cụ để lại ngày xưa, thì tôi cũng rất ham mê, rất tò mò, muốn biết và muốn xem. Hay như ông Tòng Văn Hân, xã Nong Luống, huyện Điện Biên cũng đã tích cực sưu tầm, tìm hiểu tư liệu về các lễ hội cổ truyền, các tác phẩm văn học cổ, các bản chữ Thái cổ, cùng những phong tục tập quán của đồng bào dân tộc Thái để viết thành sách nhằm bảo tồn, lưu giữ lại những giá trị truyền thống. Được biết, ông bắt đầu sưu tầm chữ Thái cổ và văn hóa dân gian của dân tộc mình từ năm 2003. Đến năm 2009, ông bắt đầu viết sách và cho đến nay, ông đã viết và xuất bản được 10 đầu sách về văn hóa dân gian Thái. Từ năm 2009 cho đến tận bây giờ là hầu như không lúc nào là tôi nghỉ ngơi. Tôi tập trung, tập hợp sưu tầm, từ đi hỏi các nghệ nhân này, đi tham dự các cái lễ hội, các cái nghi lễ tín ngưỡng của người Thái. Hầu như tôi đều tham dự hết, không những tham dự ở bản mình mà tham dự ở các cái khu vực bản khác nữa. Về tôi bây giờ tập hợp lại, lúc đầu nó chỉ là những cái định hình nó chỉ là vụn vặt trước, sau đó tôi sẽ sắp xếp lại thành một cái đề cương. Yêu văn hóa dân gian bằng cả tâm hồn, những người như nghệ nhân Lương Thị Đại, ông Tòng Văn Hân coi công việc sưu tầm biên dịch tác phẩm văn hóa, văn học dân gian như niềm vui, như là lẽ sống. Điều mà họ hạnh phúc nhất là có thể ghi lại, giữ lại được những gì là bản sắc, là hồn cốt của dân tộc. Bởi theo họ, những giá trị ấy một khi đã mất đi sẽ không bao giờ tìm lại được. Tuần này cũng xin được phép khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.